nói về một chủ đề đặc biệt ở các nơi trên thế giới và ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì trên màn hình chắc quý vị cũng thấy rằng đây là một cái cảnh rất thương tâm, là những nạn nhân, bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19. Thưa quý vị, và đây là trong một cái nhà xác, nhà quan và đài hỏa thiêu. Thưa quý vị, đây là một cái vấn đề cực kỳ thương tâm và đã xảy ra trên nhiều nơi trên thế giới. Số đông người quá nghèo. Thôi mình coi như vậy để mình hiểu là cái thảm trạng của cái dịch Covid mà hiện giờ nó biến thể là Delta đã hoành hành nước Mỹ rất là khủng khiếp. Có nghĩa là hoặc người chết nó không có kịp chôn, và cái sự chi phí của bằng hồn cây nó vẫn mắc mỏ đối với người nghèo. Bây giờ nó dùng cái áp dụng là nó lấy hồn giấy. Cái điều này mình thấy là ngạc nhiên, mà từ xưa giờ chưa có cái tiền lệ, mà kể cả người Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nhưng mà mình nói như vậy để mình hiểu là ở một đất nước mà cái gì cũng nhất cả, văn minh nhất, hiện đại nhất, lịch sử nhất, tất cả những gì, mà có những cái con người mà hầu như họ tới bây giờ chết như lạ như vậy mà họ vẫn có một cái đầu óc, nghĩa là họ không tin tưởng, có những người không chịu chích ngừa. Cái điều tao muốn nói là ở đây có nghĩa là người Việt Nam mình nó khác xa. Tao chứng minh người như người Mỹ và người Việt, thì tao thấy là cái sự mà gọi như là hiểu biết của người Việt nó nhiều hơn của người Mỹ nữa. Là bởi vì ở Việt Nam những người nghèo hoặc là những người có tiền hay là không có tiền, người ta mong chờ vaccine để người ta được chích, và hầu như ta cảm thấy là 100% dân người Việt đều mong chờ vaccine để được chích. Ngược lại ở bên Mỹ có những thành phần hầu như là theo phe Cộng Hòa đó, theo mà các ông cuồng trung, hầu như là họ không chịu chích. Đó có nghĩa là ta nói vấn đề dân trí, mặc dù ở nước Mỹ sản xuất vaccine rồi tất cả những gì thừa mứa mà là họ không có chịu chích. Mà thấy rõ ràng đó là dân trí, họ coi thường mạng sống họ và họ coi thường mạng sống của thân nhân họ luôn. Thì tôi hỏi mày, dân trí người Mỹ ở đâu? Tao dẫn chứng cái điều là người Mỹ thua người Việt Nam ở chỗ đó. Tao muốn nói gì đó, người Việt Nam hiện giờ bất cứ ai cũng vậy, từ thằng là bán vé số cho đến thằng mà làm lớn hay là bất cứ ai, ai cũng mong chờ vaccine cả, và người ta sẵn sàng. Mà thấy rõ ràng đúng không anh La Hoàng? Dạ đúng rồi. Còn ngược lại ở bên Mỹ này nó không thèm chết mà nó chết rồi, lúc mà gần hối hận, gần ngồi mà thôi thóp mà thoải mái, mà bắt đầu rồi từ giã khỏi đời, bỏ vô cái hộp giấy chứ không được cái hộp cái cây nữa. Đó, bây giờ ta thấy cái thảm trạng của nước Mỹ chưa? Và ý tôi muốn nói cái điều này là để tôi dẫn chứng là để những người Việt Nam mình làm ơn đừng quấy nữa, đừng cách lộng hành nữa, đừng có gây chuyện nữa. Và những cái video clip gần đây mới xuất hiện sau này tôi rất là bức xúc. Chẳng hạn như là có một ông già chửi bới rồi bức lông nhái rồi đùm tùm lum tùm la, rồi một bà nói chung là tất tần tật có những chuyện mà hầu như là mình không thể nào được, bởi vì họ không mang khẩu trang, vượt rào, nói chung là tất tần tật những cái kẻ chống phá một cách rất là ngu và điên cuồng. Đó là những cái thành phần thứ nhất là họ bị hoang và bị tâm thần, hai nữa là được cái thế lực ngoại bang và suối biểu cho tiền, mày làm vậy đi rồi đại khái vậy, và họ đánh đổi bằng cái sự cái sinh mạng của họ. Bây giờ là mùa dịch mà chúng ta đã nghe nói rồi, bữa nay là ở Việt Nam mình là cái người chết thì tăng cao nhưng mà cái số lây nhiễm bệnh thì nó giảm xuống. Cái điều đó thì thông buồn quá, có nghĩa là hiện giờ ngày xưa tao cũng ao ước chừng vài trăm thôi, ba trăm mấy là hết ra, bây giờ nghe nó tới mấy ngàn, tùy con người ta nó trùng xuống. Tao chẳng muốn lên like đâu, nhưng mà tại vì có cái tin này, có cái tin mà tao muốn nói thì tụi mày hiểu rằng ở nước Mỹ mà đến nỗi mà nó kiệt quệ, mà nó không làm hùng cây, mà nó chơi một thùng cắt tông rồi mày biết rồi, là mày hiểu thảm trạng đến cỡ nào, mày biết chưa? Mà người Việt Nam mình không có sáng mắt ra,
Mà con thấy sao bên Mỹ cũng vậy đấy, có vừa rồi có cái ông thượng nghị sĩ gì đó mà không tin là có Covid xong chết vì Covid, cuối cùng vẫn phải Đấy. tốt lên một câu nói là mọi người hãy tiêm phòng đấy, ông không tin Đó vaccine, không thì tin Covid mà ông đấy chết đấy là đó, ông ấy là ta muốn dẫn mình là đó là một sự hối hận và buồn màng, mà hiểu tôi đấy. không, buồn màng chứ không phải gì đó đó. Bởi tôi mới nói là ở Không đâu đó, tin trong lại ở đâu đó, như ở trong lời bố nói đúng không ạ, kể cả như ông Ngô Kỷ ông còn cuồng chung đến nỗi ông còn chống Covid đến thế, khi mà ông mắc Covid ông cũng phải thốt ra một lời Covid là có thật bà con ạ. Thì cho nên là người Việt Nam cần phải tỉnh táo về cái này, chúng ta giới hạn 15 ngày, thậm chí là hai cái 15 ngày 30 ngày, nhưng chúng ta không bao nhiêu ta nói rồi, tao cách đây cái mấy cái la tao nói rồi, ăn cháo không chết, thậm chí đúng ăn rồi. khoai không chết. Thời xưa mẹ nói thời mày nhớ kỳ mà mày còn nhỏ quá không biết đâu, thường thì mới giải phóng toàn là ăn bo bo nấu ba ngày chưa chắc là nó mềm, bo bo nó cứng lắm, rồi trong rồi cái ăn bột không à, mà không chứ hồi đó không chết làm sao bây giờ chết được. Nhưng mà nó khổ nổi cái người dân Việt Nam mình cũng, ta đây là ta không có nói là tao ta không nói là vấn đề đa số, mà tao nói là một vài phần tử nha, một vài phần tử là quậy phá rồi làm những chuyện mà đại khái là có một cái thế lực thù địch và nó đang chống phá Việt Nam mình, nó bài xích. Rồi ngược lại những phần tử là nghe theo, nghe vì bởi vì ba đồng tiền lẻ mà làm những chuyện rượu bu ở chỗ này là nó ngu ngu đến mức độ là có nghĩa là nó chết trước, xong rồi chết trước rồi. Bởi vì khi ra đường ngay thời điểm bây giờ không khẩu trang rồi đi tùm lum tà la chứng tỏ nó chết trước và gia đình nó chết trước, mà nó lại không sợ, nó khổ vậy, giống y chang như cái đám cuồng rồi cuồng 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 tung bên này vậy đó, cực khổ vậy. Vào tiếp theo đây có một cái clip của cái ông của cái ông gì ở Hoàng Duy Hùng á, cũng nói rất là hay, ông nói rất là cặn kẽ ngay cái tiểu bang Houston ông ở hiện giờ là chết quá trời là chết luôn, tức như là hiện giờ là ở nước Mỹ là nó thuộc về cái dạng coi như là đại dịch rồi, nhất thế giới rồi, bây giờ nó bắt đầu nó hoành hành trở lại. Cái điều đó mình không thấy làm vui gì cả, bởi vì nó là đại dịch của toàn cầu mà, mày thấy không? Thành ra vì cái chỗ đó đừng bao giờ mà biếm nhẽ, đừng bao giờ bỉa bay Việt Nam này kia. Nói nó thật sự là ngay bây giờ tao thấy nó chết nhiều quá, tao thấy tao sợ, tao cũng run thế mẹ luôn, ở nhà cố thủ rồi cũng dám đi đâu chứ, rồi nó hẳn là vậy. Đó là cái tin tức mà bố đưa lên cho con mới đây, nói như vậy để con hiểu rằng ở nước Mỹ nè, giàu có nè, cái gì cũng nhất hết nè, mà bây giờ mẹ nó phải đi chơi quan tài giấy thì mày biết nó là như thế nào rồi, kiểu vậy rồi. Để chứng tỏ là người dân Việt Nam phải cẩn trọng, phải thận trọng, đừng xuyên tạc, đừng chống đối, đừng làm bởi vì tất cả mọi cái, bởi vì mình thấy khổ cái ông nhà nước nhà mình, cái gì cũng lo, từ lo nhưng mà cứ khổ bàn tay nó không ôm trọn thì nó cũng có những cái kẽ hở, chỗ này có chứ không thì cái chuyện đó là mình phải nhún nhường tất cả vì mọi người vì mình vì mọi người, nên yên tâm không đói không chết không đói được Vâng. đó. Thì bố cứ lên đây bố mấy có mấy lời của nhắn chủ thì thôi, bây giờ tao cũng đưa cái tin đó là tin nói nó ở nước Mỹ, mà nếu mà nói về thế giới là tin là tin chấn động, chưa bao giờ người Mỹ mà chết bị thiêu mà bằng cà tông, bằng đâu cái thùng cà tông hết chứ, mà bây giờ mà thấy rõ ràng không, thấy chưa, đừng có nói vì Việt Nam bây giờ vẫn còn thiêu bằng hòm mà là đủ, coi như là thiệt mày là đủ mà là sang rồi đó. Rõ ràng rồi, bây giờ tao còn nghe nói tất cả những chi phí về lò thiêu để kia là coi như là nhà nước lo hết rồi, rồi từ đưa tới nói chung là những cái mà thuộc về cái dạng coi như là tinh thần tôn giáo thì đó nhà nước cũng lo hết, thì chùa rồi ông chán, nói chung là lắm tật quá ư lại. Còn mày thấy rõ ràng Mỹ nó có làm được, đâu có làm được vậy đâu, nó không có thân nhân luôn, rồi xong em vô liền là coi như đem vô đó là chết rồi, là biết gì chết thôi chứ đâu thân nhân đâu có được quyền gặp mặt, khổ quá. Đó thì bây giờ bố đây bố nói vậy thôi, ok con, rồi con cho người khác nói đi. Rồi, cảm ơn chú Cầm.